xin chào tất cả anh em đã đến với video tiếp theo của mình, lại là mình đây. Thì trong thời gian vừa qua có khá nhiều anh em nhắn tin hỏi mình thêm về cái tựa game Firestar này. Và ở trong video trước mình đã có một video hướng dẫn anh em chơi, hướng dẫn anh em mô phỏng cách rút tiền ở trong tựa game này rồi. Nhưng mà một điều đáng tiếc xảy ra là lúc đó cái việc kết nối ví và rút tiền ở trong tựa game này đang bị lỗi nên là mình không thể nào hướng dẫn anh em được. Và nhân tiện đây, ở trong video này mình lên một cái video vừa chia sẻ với anh em sâu hơn về cách kiếm tiền trong dự án Firestar này, và cũng vừa là để hướng dẫn anh em kết nối ví và quy đổi cái tài nguyên ở trong tựa game này ra cái đồng token ở trong cái dự án nha. Và cụ thể cách quy đổi, cách kiếm tiền ở trong tựa game này là như thế nào, thì trước khi và đến nội dung chính ở trong video ngày hôm nay, anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nha. Trước khi mà vào trong cái nội dung chính của video ngày hôm nay thì mình xin nhắc lại cho anh em một vài thông tin cơ bản của tựa game này. Đầu tiên là tựa game Firestar sẽ có 3 phiên bản chính, đó là iOS này, Android và Windows. Link tải thì mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để anh em tiện anh em tải xuống. Tiếp theo là cách kiếm tiền ở trong dự án này. Có hai cách để kiếm được tài nguyên dùng để quy đổi ra được cái đồng token cho game. Cách thứ nhất là anh em đi cày tựa game và sẽ nhận được những cái vật phẩm, những cái trang bị, và anh em có thể bán nó ra cái tài nguyên hình bông lúa ở đây, hình bông tuyết. Và từ tài nguyên hình bông tuyết này, anh em hoàn toàn có thể quy đổi ra cái đồng token trong game với tỷ lệ là 1-1 nha. Đây nha, 1-1 này, 1-1. Và sau khi mà anh em đã có cái đồng token trong game rồi, hoàn toàn có thể quy đổi ra được một cái đồng nữa có tên là MNR. Đây nha, cái đồng này. Hiện tại cái đồng token MNR này đã được list ở trên sàn Max Golden rồi. Anh em hoàn toàn có thể lên sàn để bán hoặc là có thể bán trực tiếp cho mình. Giá của nó thì đã tăng được rất là nhiều rồi. Hiện tại giá của nó là 51,4 đồng theo cái giá trị là Việt Nam đồng nhé. Và có một cách nữa để kiếm được cái tài nguyên hình bông tuyết ở đây, đó là anh em đứng trên bảng xếp hạng, đó, đứng trên bảng xếp hạng PVP nha. Đứng càng cao thì số lượng cái tài nguyên này anh em nhận được trên một mùa sẽ càng nhiều. Và cụ thể bán đồ nó có dễ hay là không, và leo bảng xếp hạng nó có dễ hay là không, thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Let's go. Và đây là cái tài khoản game của mình. Thì thật ra thì mình sẽ không cày game đâu, nhưng mà đã có quá nhiều anh em yêu cầu nên là mình mới tải lại và chơi lại vào sáng nay thôi. Và level nhân vật của mình hiện tại là level 24, lực chiến là 42.521 điểm lực chiến. Ok, bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có được những vật phẩm dùng để giao dịch trong game, và những vật phẩm này có dễ bán hay là không. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em ngay lập tức. Đầu tiên, để kiếm được những vật phẩm có thể dùng để giao dịch trong game có rất là nhiều cách để kiếm được. Đầu tiên anh em vào giúp mình phần phiêu lưu ở đây, sẽ có cái phần gọi là bản đồ đấy nha. Anh em có thể chơi những cái map ở đây để nhận về những vật phẩm có giá trị, có thể dùng để trao đổi mua bán ở trên chợ. Ví dụ nha, mình sẽ chơi thử một trận chiến cái map 4-5 này. Đó, 4-5 nha. Và đối với cái map này mình sẽ nhận được 3,5 nghìn vàng và 10 cái cuộn giấy cường hóa trang bị nha. Ok, thì cái map càng cao, cái phần thưởng anh em nhận được sẽ càng nhiều. Cái điều này sẽ dẫn đến việc là anh em phải thi đua nhau mua những trang bị xịn để trang bị cho những con tướng của mình, từ đó để leo những cái map cao hơn và lại cày lại những trang bị đó và bán cho những người chơi khác. Đó, đây là một cái gọi là cái nền kinh tế gọi là xoay vòng ấy. Đó, mình nghĩ là như vậy. Bây giờ thì mình sẽ test thử một trận chiến nha, trận này đi. Cái đồ họa trong game thì mình khỏi phải nói rồi, quá đẹp luôn anh em ạ, quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn. Đúng là cái nhà phát triển đến từ Hàn Quốc có khác, xuất sắc luôn. Anh em nào chơi thì chắc chắn sẽ biết đến điều này, mình không cần phải quảng cáo nhiều quá. Thì đây là một trận chiến ở trong tựa game Firestar. Nhân vật của anh em sẽ tự động đi chiến đấu với những cái con bot hoặc là chiến đấu với những người chơi khác nếu như anh em tham gia vào trong chế độ PVP. Ok, thì đây sẽ có cái phần auto và tua nhanh, anh em có thể bấm vào để cho cái nhân vật của anh em sẽ tự động chơi. Và hoàn toàn có thể treo máy nha, hoàn toàn có thể treo máy bằng cách là anh em bấm vào đây giúp mình, là cái điện thoại của anh em sẽ trở về màn hình tối để tiết kiệm năng lượng hơn. Đó, nếu như muốn mở ra anh em chỉ cần gạt lên là cái chế độ này sẽ được tắt bỏ. Ui, mình nhận được một cái đồ UC anh em ạ. Cái đồ này có thể giao dịch nha, ngon vãi thề. Một chút nữa mình sẽ hướng dẫn anh em bán luôn. Đó, anh em thấy không, cái đồ họa trong game thì quá đẳng cấp rồi, những hoạt ảnh trong game rất là đẹp.
Ôi, con này giống như con Triệu Vân nhỉ? Giống con Triệu Vân ở trong Liên Quân vậy. Tất nhiên là những cái đồ này anh em chỉ có thể bán cho những người mới thôi. Còn những người chơi cũ thì họ sẽ không mua đâu. Bởi vì chắc chắn rồi, họ sẽ có cày được những cái đồ này rồi. Nên họ sẽ không mua đâu. Anh em chỉ có thể bán cho những người mới. Còn những cái vật phẩm quý hiếm ấy, vật phẩm màu siêu việt ấy, màu vàng ấy, là chắc chắn có thể bán được, thậm chí là bán được rất là đắt, bán được rất đắt tiền. Nhưng mà những cái vật phẩm đó thường thường sẽ xuất hiện ở trên những cái map cao thôi, còn những cái map như thế này thì không có đâu. Đó, như vậy là mình đã thu về một đôi giày và một cái búa. Thì anh em có thể cân nhắc hai trường hợp là anh em có thể bán hoặc là có thể trang bị cho nhân vật của anh em. Và nhắc lại cho anh em một chút, những cái vật phẩm có thể bán, có thể giao dịch ở trên chợ là những vật phẩm có biểu tượng hình cái cân nha. Đây nha, đây chính là những cái biểu tượng giúp cho anh em có thể bán được những vật phẩm này ở trên chợ. Và như mình đã nói vừa nãy rồi, sau khi mà em đã cày được những vật phẩm này rồi thì sẽ có hai mục đích để sử dụng. Mục đích thứ nhất là trang bị cho những con tướng của anh em, mục đích thứ hai là giao bán ở trên chợ. Thì bây giờ trang bị thì trang bị như thế nào, anh em vào giúp mình cái phần quản lý nhân vật ở đây. Ở trong cái phần quản lý nhân vật này, anh em chọn vào con tướng bất kỳ. Đây nha, ở đây sẽ có một con tướng, đây là con tướng kỵ sĩ Feria. Con này đang có thể gắn được một đôi giày, cái đôi giày này mình vừa cày được ấy, anh em bấm vào đó. Mỗi cái thể loại trang bị sẽ gắn cho một thể loại tướng khác nhau. Ví dụ đôi giày này chỉ có thể gắn cho kỵ sĩ thôi, còn những con tướng khác không thể gắn được nha. Ok, mình sẽ gắn vào luôn này. Ở đây sẽ có phần tự động trang bị, anh em bấm vào này đó, tự động trang bị và áp dụng trang bị này. Như vậy là mình đã gắn thành công cái đôi giày này vào trong cái con kỵ sĩ Faria rồi. Tương tự với những con tướng khác cũng vậy, anh em có thể làm tương tự nha. Lưu ý là mỗi con tướng chỉ có thể gắn được một loại trang bị khác nhau. Ví dụ cái trang bị có thể gắn cho kỵ sĩ nhưng mà lại không thể gắn cho pháp sư, cũng không thể nào gắn cho cái xạ thủ được. Đó, đó cái lưu ý cho anh em. Tiếp theo, nếu như anh em muốn bán cái vật phẩm thì bán như thế nào? Anh em vào giúp mình cái phần ở đây. Ở đây anh em vào giúp mình cái phần thị trường nha. Thị trường này. Ở trong cái phần thị trường này sẽ hiện lên cho anh em cái phần bán và phần mua. Đó, anh em có thể mua những trang bị vàng. Những trang bị siêu việt này đang có giá là 45.000 cái tài nguyên trở lên, tương đương với 45.000 cái đồng token trong game anh em ạ. Khá là cao đúng không nào? Đó, có rất nhiều đồ vàng, đồ xanh này. Anh em có thể cân nhắc giá để bán. Thì để bán được những cái trang bị này, anh em vào giúp mình cái phần thanh toán ở đây, à phần bán ở đây, phần bán nha. Ở bên này sẽ hiển thị cho anh em các vật phẩm có thể bán ra tiền. Hiện tại thì mình có thể bán cái búa này là cái trang bị có cái level cao nhất của mình hiện tại, bán này. Sau đó thì ở đây sẽ có một cái giá đề xuất cho anh em là 10 đồng. Anh có thể thay đổi giá được, nhưng mà tất nhiên anh em để giá thấp thì sẽ dễ bán hơn. Đó, đó là cái lưu ý của mình. Và một cái lưu ý nữa đó là khi mà anh em bán qua cái sàn giao dịch này sẽ mất phí nha. Phí bán hàng là 5% đối với cái tài nguyên hình bông tuyết ở đây. Hiện tại thì mình sẽ bán với giá 10 đồng, mình sẽ bán luôn này. Đó. Ở đây thì mình đã bán thành công rồi nha. Tất cả những vật phẩm mình đang bán đều thành công. Mình sẽ vào cho anh em thấy cái phần lịch sử giao dịch của mình. Đây chính là cái lịch sử giao dịch của tài khoản của mình. Mình đã bán được một cái cung, một đôi giày với giá là 9 cái bông tuyết vào lúc 1 tháng 2 năm 2023, và một vật phẩm đã bán vào lúc 28 tháng 1 năm 2023. Toàn bộ những vật phẩm mình đăng lên bán ở đây đều đã bán được rồi. Quan trọng là nó có nhanh hay chậm mà thôi. Đó, bởi vì tựa game này đang được rất là nhiều người chơi nên là cái việc bán vật phẩm của anh em sẽ nhanh hơn so với những tựa game khác nha. Và đó là cách bán và cách trang bị những vật phẩm anh em cày được ở trong tựa game này. Tất nhiên còn có rất là nhiều cách khác nhau để cày được trang bị. Song song với đó là có rất là nhiều những cái map khác nhau. Vậy đi mở tướng thì mở tướng như thế nào và mở ở đâu? Anh em vào giúp mình cái phần triệu hồi nhé, triệu hồi đây. Ở trong phần triệu hồi này nó sẽ cho anh em triệu hồi ra những con tướng, và tất nhiên anh em sẽ phải triệu hồi được bằng cái kim cương. Hiện tại mình đang có 7.000 kim cương này, mình sẽ triệu hồi 10 lần nhé. Đó, hoạt ảnh rất là đẹp, hoạt ảnh trong game cực kỳ đẹp luôn. Ui, mình đang có hai con siêu việt rồi, bỏ qua này, bỏ qua đi mày. Ui, tiếc vãi, đây chỉ là con hiếm thôi, không phải siêu việt nha. Mình sẽ triệu hồi thêm 3.000 cái kim cương nữa đây. Ui, lần này toàn tướng thường anh em ạ, toàn tướng thường thôi, cùi bắp vãi. Ok, như vậy là mình đã tiêu gần hết kim cương của mình rồi.
Và cách tiếp theo để kiếm được tiền ở trong tựa game ngày hôm nay đó là anh em chơi cái chế độ PVP, chơi người với người và đứng bảng xếp hạng. Có một tin rất là vui mình muốn chia sẻ với anh em, nếu như anh em kiếm tiền theo cách này thì không nên bỏ qua cơ hội lần này nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào luôn cái phần kiếm tiền bằng cách là leo bảng xếp hạng. Đầu tiên anh em vào giúp mình cái phần đấu trường ở đây, đấu trường nha. Ở trong cái phần đấu trường này sẽ hiện lên cho anh em những cái danh sách của những đối thủ của anh em. Anh em có thể vào trận đấu và chiến đấu với họ. Hiện tại hôm nay thì mình đã dùng hết 10 cái vé chiến đấu PVP rồi, nên là mình sẽ không thể nào chia sẻ với anh em cái cảnh khi mà anh em chơi PVP. Nhưng mà nó sẽ giống y hệt khi mà anh em chơi PVE thôi, chỉ khác là anh em chơi với người, những con tướng mạnh hơn. Ok, khi mà anh em chơi, anh em sẽ nhận được hai cái tài nguyên. Cái tài nguyên thứ nhất là đây, đây chính là tài nguyên thứ nhất. Và cái tài nguyên này dùng để mua một vài cái vật phẩm ở trong cái phần shop. Anh em vào giúp mình cái phần shop ở đây nha, shop này. Ở trong này, anh em vào giúp mình cái phần trao đổi. Thì những cái tài nguyên anh em kiếm được trong quá trình anh em chơi PVP đều có thể dùng để mua được những cái vật phẩm, những cái trang bị ở đây. Đó, anh em có thể tham khảo. Và một cái tài nguyên nữa khi mà anh em chơi PVP nhận được đó là cái tài nguyên hình bông tuyết, dùng để quy đổi ra được cái đồng tốc cường trong game của dự án ngày hôm nay. Anh em vào giúp mình cái phần hạng nhé, hạng này. Ở trong phần hạng này sẽ hiện lên cho anh em cái bảng xếp hạng, vị trí của anh em ở trên bảng xếp hạng của mùa đó. Hiện tại mình đang xếp hạng 10.837, rất là thấp. Và thưởng mùa giải, đó đây chính là phần quan trọng nha. Top 1 sẽ nhận được 500.000. Top thấp nhất sẽ là top 501 đến top 10.000, à đâu, đến top 1.000 sẽ nhận được 500 cái tài nguyên hình bông tuyết. Đó. Và một cơ hội rất là quý cho anh em nào đang muốn kiếm tiền theo cách này, đó là vào ngày 21 tháng 2 năm 2023, Firestar sẽ chính thức mở thêm một máy chủ mới anh em ạ. Đó, đây chính là cơ hội rất là đáng quý, đáng trân trọng để anh em leo danh và kiếm tiền theo cách là đứng trên bảng xếp hạng. Cụ thể như thế nào? Thì dự án rất vui mừng được thông báo rằng chúng tôi sẽ mở thêm một máy chủ mới cho dự án Firestar vào ngày 21 tháng 2 năm 2023. Điều đó sẽ mang đến cho bạn một cơ hội mới để tham gia cạnh tranh trên một bước chân ngang bằng. Anh em là những người chơi game đầu tiên trên cái máy chủ đó thì hoàn toàn có cơ hội rất là cao để leo danh và leo bảng xếp hạng. Giống như kiểu anh em là những người đầu tiên chơi game ấy, anh em đứng top rất là dễ dàng, chỉ cần chăm chỉ một chút thôi anh em ạ. Mình nghĩ anh em không nên bỏ qua cái cơ hội lần này. Đó, anh em có thể canh ngày 21 tháng 2 năm 2023 để tham gia vào máy chủ mới của Firestar nha. Ok, một câu hỏi mình nghĩ anh em nào cũng đang thắc mắc đó là làm thế nào để có thể nạp và rút tiền ở trong tựa game ngày hôm nay. Cái phần này thì lần trước mình chưa hướng dẫn anh em bởi vì một vài lý do khách quan. Đó là do game bị lỗi cái phần tạo ví. Nên là ở trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em nha. Ok, đầu tiên để nạp và rút cái đồng token ở trong tựa game ngày hôm nay thì anh em vào giúp mình cái phần NFT nhé. Anh em bấm vào giúp mình phần cái mũi tên ở đây, bấm vào này. Anh em vào giúp mình cái phần NFT. Ở trong phần này anh em giúp mình tạo một cái ví. Lưu ý là anh em phải lưu lại giúp mình cái cụm từ khôi phục nha. Ok, một chút nữa mình sẽ hướng dẫn anh em. Mình sẽ nhập lại mật khẩu này. Anh em chỉ cần nhập mật khẩu cho cái ví này, sau đó thì nó hiện lên cho anh em một cái khóa riêng tư của tôi. Anh em cần sao chép cái khóa riêng tư này và lưu vào trong cái mục ghi chú trên điện thoại hay là trên máy tính của anh em, và lưu nó vào một cái chỗ nào bí mật nha, không cho ai biết cả. Bởi vì khi mà người ta có cái khóa riêng tư này, họ hoàn toàn có thể truy cập vào trong cái ví để rút hết tài sản của anh em. Nên là anh em phải bảo mật cẩn thận và kỹ càng. Lưu ý là phải bảo mật lại cái khóa này nhé. Ok, sau khi mà anh em thấy cái phần khóa riêng tư rồi, anh em bấm vào giúp mình cái phần ổ khóa ở đây và nhập giúp mình cái mật khẩu mà anh em đặt cho cái ví của anh em vào đây. Anh em bấm vào xác nhận. Nó sẽ hiện lên cho anh em cái phần để anh em sao chép cái khóa riêng tư. Anh em bấm vào giúp mình cái phần sao chép nha. Ok, như vậy là mình đã sao chép thành công. Sau khi mà anh em sao chép cái khóa riêng tư thành công, anh em cần làm hai việc. Việc thứ nhất là lưu nó vào trong cái phần ghi chú trên điện thoại hay là trên máy tính. Việc thứ hai anh em cần làm đó là thêm vào trong cái ví MetaMask của anh em. Vậy thì thêm như thế nào? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em. Anh em copy khóa riêng tư này, copy vào nhé. Anh em vào giúp mình cái ví MetaMask ở trên điện thoại này. Mình sẽ hướng dẫn anh em làm trên điện thoại nhé. Anh em nào mà sử dụng máy tính thì có thể làm tương tự. Sau khi mà anh em vào thành công cái ví MetaMask của anh em rồi, sau đó anh em vào giúp mình cái phần ba gạch ở đây.
góc trên cùng bên tay trái màn hình. Anh em vào giúp mình cái phần account nhé, cái phần mũi tên ở chỉ xuống cái này, bấm vào. Sau đó anh em bấm vào nhập tài khoản nha. Đó. Bởi vì cái phần này nó không cho phép mình quay video nên là mình sẽ mô tả lại cho anh em. Sau khi mà anh em bấm vào cái phần nhập tài khoản, nó sẽ hiện lên cho anh em cái phần có tên là dán chuỗi khóa cá nhân của bạn. Anh em dán giúp mình cái cụm từ bí mật, cái mã chìa khóa mà vừa nãy anh em copy ở trong cái tựa game Firestar. Đấy nha, anh em dán giúp mình cái phần này vào trong cái phần nhập ví nhá. Đó, dán vào này. Dán vào. Tiếp theo nó hiện lên cho anh em cái phần nhập, anh em bấm vào nhập giúp mình. Như vậy là mình đã nhập thành công cái tài khoản ở trên ví Firestar vào trong ví MetaMask. Và để kiểm tra được anh em đã nhập thành công hay chưa, anh em nhìn giúp mình vào cái địa chỉ ví ở trên ví MetaMask này, E553. Đó, sau khi mà anh em nhìn xong, anh em quay trở lại với cả ví MetaMask, quay trở lại với cả tựa game Firestar, anh em để giúp mình cái địa chỉ ví là E553. Đó nha, là chúng ta đã nhập thành công ví Firestar vào trong ví MetaMask rồi. Sau đó anh em quay trở lại với cả ví MetaMask, anh em set up thêm một vài các bước tiếp theo. Đầu tiên anh em cần chuyển mạng cho cái tài khoản của anh em sang mạng Kalay. Vậy thì chuyển ở đâu và như thế nào? Anh em bấm vào giúp mình phần ba gạch ở đây. Nó sẽ hiện lên cho anh em phần trình duyệt, anh em bấm vào. Anh em gõ tìm giúp mình là Kalay Swap nhé. Kalay Swap. Ok, tìm kiếm này. Nó sẽ hiện lên cho anh em một trang web đầu tiên. Đây nha, anh em truy cập giúp mình vào trang web đầu tiên này. Và anh em đồng ý với tất cả điều khoản của nó này. Đồng ý nha, đồng ý này. Tiếp theo ở đây sẽ có phần chuyển mạng, anh em bấm vào giúp mình cái phần màu đỏ ở đây. Sau đó anh em bấm vào chuyển mạng giúp mình. Chuyển mạng nha. Chuyển mạng này. Như vậy là anh em đã chuyển thành công cái mạng ví MetaMask của anh em sang mạng Kalay rồi. Vậy thì làm thế nào để nạp tiền vào trong cái tựa game này? Khi mà anh em đã chuyển mạng thành công, anh em có thể truy quy đổi cái đồng Kalay sang cái đồng token trong game. Đó, bằng cách là anh em lấy giúp mình cái contract. Cái contract này mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để anh em tiện anh em copy nha. Anh em bấm vào giúp mình cái phần mũi tên chỉ xuống ở dưới. Sau đó dán giúp mình cái contract của đồng token Star vào đây. Mình sẽ để cái contract của đồng token trong game này ở dưới phần mô tả video để anh em tiện anh em copy và điền vào nhé. Điền vào này. Confirm này. Như vậy là mình đã có được cái đồng token Star ở dưới rồi. Tiếp theo anh em chỉ cần chuyển cái đồng Kalay sang đồng token Star là ok. Khi mà anh em chuyển sang ấy thì cái số dư đồng token Star của anh em sẽ tự động hiển thị ở trong cái phần này. Nó sẽ tự động hiển thị ở trong phần ví ở trong cái tựa game ngày hôm nay. Và sau khi mà anh em đã có cái đồng Star ở trong này rồi thì anh em bắt đầu quy đổi cái đồng Star ra cái gọi là pha lê ánh sao ở bên này thì vừa có thể mua được các vật phẩm ở trong phần giao dịch nha. Ok, đây là phần trao đổi từ cái đồng token sang đồng pha lê ánh sao và mua ở trong phần giao dịch ở đây. Đây nha, giao dịch này, thị trường. Đó, anh em có thể mua những cái áo giáp, những cái vật phẩm để tăng sức mạnh cho nhân vật của anh em bằng cái pha lê ánh sao đó nhá. Đó, bằng cái pha lê ánh sao nha. Đó, và đó là cách để nạp tiền vào để mua vật phẩm ở trong tựa game ngày hôm nay. Vậy thì rút tiền ra thì rút như thế nào? Sau khi mà anh em có được cái pha lê ánh sao bằng cách là buôn bán hay là leo bảng xếp hạng ở trong tựa game ngày hôm nay thì anh em vào giúp mình cái phần NFT, anh em quy đổi giúp mình, sau đó anh em vào giúp mình phần trao đổi nhé. Anh em quy đổi giúp mình từ pha lê ánh sao sang đồng token Star ở trong tựa game ngày hôm nay với tỷ lệ là một pha lê ánh sao sẽ bằng một token và sẽ phải chịu phí 3% trong một lần quy đổi. Ok, sau khi mà anh em đã trao đổi thành công từ pha lê ánh sao sang cái đồng token Star rồi thì số lượng token Star sẽ tự động hiển thị ở trong cái ví MetaMask mà anh em đã nhập trước đó vào đây. Và việc của anh em là chỉ cần quy đổi cái đồng token Star sang đồng Kalay hoặc là bất kỳ cái đồng nào ở trên mạng Kalay để có thể bán trực tiếp ở trên sàn, hoặc là anh em hoàn toàn có thể liên hệ với mình để bán trực tiếp cái đồng Kalay cho mình. Mình khuyến khích anh em là bán cái đồng Star sang đồng Kalay và bán trực tiếp cho mình hoặc là bán trên sàn cho nó dễ nha. Ok, và đó là cách nạp rút tiền ở trong tựa game ngày hôm nay. Nếu như anh em còn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dự án game ngày hôm nay, hoàn toàn có thể liên hệ với mình để mình hỗ trợ anh em về cái phần nạp rút tiền hay là cách chơi ở trong tựa game này. Video của mình đến đây cũng đã dài rồi. Video tiếp theo sẽ là về một tựa game Play to Earn rất là hay, đặc biệt nó là một tựa game miễn phí nên là anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.